gạo loại 7.000 một ký. Tôi mới nấu cơm cho nó ăn. Nó lớn lên thì tôi mới mua thức ăn cho nó ăn. Nuôi cũng gần 2 năm rồi, không có bán và không ăn thịt luôn. Tại vì nuôi mến tay mến chân. Cá tra thì nhiều, lớn nhất khoảng 4 ký. Bắt chơi được trên là ẵm nó lên giờ nào cũng được. Đưa đò người với xe hay là 2.000 tiền ra để mình mua cho thức ăn cho nó. Mong rằng người ta đừng có bắt cá thì quỷ diệt nữa. Bắt thì bắt cá lớn ăn cũng không sao. Mong nó nếu nó đi thì nó sống để nó sanh sản ra rất là nhiều, cho nó có cá đồ này kia cho dân chúng đồ người ta vui vẻ.